Đây là siêu nhân của bạn Duy. Ui, sao siêu nhân của bạn Duy khó tay nhỉ? Wow, siêu nhân của bạn Duy luôn. Tôi có ý tưởng lắp pin đấy. Đi tắt đi, bật lại xem nào. Làm sao cô có thể bật được không? Bật đi xem nào, bật để xem siêu nhân đi nào. Wow, nó chính là siêu nhân. Cái ô tô đâu nhỉ? Wow, siêu nhân tấn công xe cảnh sát luôn. À, tấn công rồi. Ôi trời. Wow. Oh, siêu nhân bị thương rồi. Siêu nhân. Siêu nhân đã bị thương. Hãy đập nào. Được rồi, là được chơi. Xe cảnh sát chạy rồi. Ừ, siêu nhân tấn công đấy ạ.